làm y nữ hiệp. Hồi 19 Duyên gặp đạo sĩ đối Vĩnh Khang luyện võ thật, xong rồi trên đường kết duyên với đồng thị. Ba con ngựa đang chạy nước kiệu trong sương mờ đêm tối, bỗng có tiếng vó ngựa phi từ phía trước tới. Chú Đức Kiệt và Lam Y vội bảo Trần Thị sẽ theo vào núp sau mấy hốc đá lớn bên đường. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, anh em chu gia nhìn rõ hai người kỵ mã phi vùn vụt qua khúc đường đó tiến về lối làng sơn phu nghe ngóng dây lát không thấy gì lạ ba người lại sẽ ngựa ra mặt đường nhắm sao huyệt của xích hoa xà đối với khang mật đi tiếp không bao lâu anh em chu gia nhìn thấy ánh đèn lấp ló xa xa ở lề đường bên hữu làm y hỏi trần nhị sao huyệt họ đối ở bên kia phải không dạ có lẽ ạ vì từ sơn phu quán tới đây thì cũng được năm sáu dặm đường rồi con chưa được đến đây lần nào cả thôi được theo chúng ta vào đây. Trần Nhị theo hai người vào trong khe núi cách lề đường bên tả độ khoảng vài chục trượng. Chu Đức Kiệt làm y xuống ngựa trao dây cương cho Trần Nhị. Người cứ núp ở đây giữ ngựa, đừng sợ hãi gì cả. Lát nữa chúng ta sẽ trở về đây tìm, nghe chưa? Dạ, xin tuân lệnh ạ. Nhị vị ăn nhân cứ bình tâm. Như hai vệt đen, anh em họ Chu phi thân như biến vào trong đêm tối. Trần Nhị còn chưa kịp nhận xét gì cả thì đã thấy hai người biến đâu mất rồi. Hắn lắc đầu lẹ lưỡi. Hai người này biến ảo như ma quỷ, chẳng trách mẹ con chủ quán táng mạng vì tay họ. Nghĩ tới ma quỷ, Trần Nhị đã cảm thấy rờn rợn giữa khu rừng núi vắng vẻ âm u. Hắn nhìn quanh quẩn, mắt láo liền sợ hãi, muốn đi ra gần đường cho khỏi sợ. Nhưng đã chót hứa với hai người nên cố gắng lấy sức, mím môi, nghiến răng, tay cầm chắc cây gậy, quay đi quay lại vài vòng để lấy lại can đảm. Quả nhiên Trần Thị thấy dễ chịu thật, chống gậy xuống đất. Hắn mỉm cười tự nhủ cho mình là nhát quá nên đâm ra bùn rùn tứ chi chứ thật ra có gì đáng sợ đâu. Chuyến này về quê nhà quyết phải mở một ngôi hàng buôn bán, tìm thầy học võ mới được. Có bản lĩnh, tinh thần sẽ vững vàng hơn, chứ đầu có bỗng dưng lại run rẩy như vừa rồi. Nghĩ tới đây, Trần Nhị mỉm cười đắc chí Bỗng mấy tiếng thở phì phì và tiếng đập vào đá cồng cục, hắn giật bắn người lên. Hai hàm răng cũng theo đà run lập gập. Trần Nhị lấy gần, gồng người lên hoa gậy quay lại nhìn. Thì ra nào có gì đâu, là ba con ngựa cột vào cụm cây gần đó thở phì phò và đập móng xuống đất đấy chứ. Mồ hôi toát ra như tắm, nhưng Trần Nhị đã hết run rẩy. Hắn là bầm một mình. Được lắm, nhất định chuyến này ta phải học võ cho mà coi. Hắn ngồi xuống phiến đá nhỏ kế bên ba con ngựa, cây gậy để ngang ở trên đùi, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn láo liên nhìn mấy phiến đá lớn hay mấy cái cây to xù xì, lá rườm rà như mớ tóc quỷ rối. Cảnh vươn lên khúc khửu chẳng khác chi những cánh tay khổng lồ đang vươn ra định vồ lấy hắn nói về anh em chu gia phi hành như gió, nhắm thẳng về phía có đống lửa tới. Thoạt nhìn từ xa, hai người tưởng như ánh lửa ấy ở ngay bên đường. Nhưng trái lại, lúc hai người tới ngang ánh lửa thì nhận ra có con đường mòn bên hữu dẫn đến một trang viện lầu các nguy nga xây dựng giữa một khu vừa sân vừa hoa, rộng rãi, tường cao hào sâu bao bọc xung quanh. Phía trong tường trồng nhiều hàng cây lớn che gần khuất hẳn lầu các bên trong. Làm y nói với chu Đức Kiệt, hai tên kỵ mã gặp trên đường hồi nãy chắc là người của đối vĩnh khang sai đến hắc điếm xem động tĩnh thế nào từ đây tới đó không xa mấy lát nữa hai tên ấy trở về nội vụ sẽ đổ bể thêm khó bể hành động cho chúng ta hơn nữa trời cũng không bao lâu nữa là sẽ sáng để trần nhị nơi khe núi ấy gần đây quá e xảy ra chuyện gì chăng nơi tràng viện lớn như vậy Do tay tên cường giặc điều khiển tất phải có nội bọn rất đông e là trong lúc anh em ta hành động chúng chạy tàn mát ra mọi nơi bắt gặp trần nhị thì hỏng hết Hiền muội nói đúng, Ngô Huynh cũng nghĩ vậy. Bây giờ cũng gần canh năm rồi, chỉ bằng chúng ta trở lại đón đường hai tên vừa rồi, xét nếu là đồng đảng của Xích Hoa Xà đối Vĩnh Khang thì hạ sát đi cho đỡ vây cánh. Đoạn cùng với Trần Nhị đi trú tạm nơi nào quanh đây, chờ đêm tối này, đủ thì giờ thì hành động, có lẽ thế tiện hơn. Lam Y đồng ý. Hai người phi thân trở lại lối cũ, lúc gần tới chỗ rẽ và nơi Trần Nhị chờ thì nhảy lên cành cây lớn ở bên đường ngồi chờ. Lát sau quả như là có tiếng võ ngựa phi vọng tới, anh em chu ra sửa soạn hành động, nên chỉ có một người phi ngựa đến. Chú Đức Kiệt nói. Chắc tên kia ở lại điếm vì con đớn Ngọc Hoàn nó còn chưa chết. Muội mặc tên này cho ngu hình. Chờ tên nọ phi ngựa vừa tới phía dưới cành cây, chú Đức Kiệt la người xuống gạt hắn té xuống ngựa. Tên nọ còn đang bàng hoàng chưa hiểu việc gì cả, thì một bàn tay sát nắm lấy cổ tay hắn, bẻ quẹo ra sau lưng. Biết điều thì đi vào bên đường, trái lời sẽ gãy tay bây giờ. Tên nọ vội vàng tập tĩnh đi theo sức đẩy của người đi phía sau, có lẽ hắn bị té ngựa bị thương nên kêu đau đi không được lẹ. Trong lúc chú Đức Kiệt hành động thì Lam Y cũng không bỏ phí thì giờ. Tên nọ vừa té xuống ngựa thì nàng đã từ cánh cây phi thân xuống đất, chạy theo con ngựa đang phi nước đại, túm được đuôi kéo mạnh lấy đà phóng người qua mông ngựa, ngồi lên yên rồi kéo cương ghim ngựa đứng sững lại. Lam Y cho ngựa quay lại chỗ Chu Đức Kiệt thì vừa lúc anh nàng đang chất vấn tên kia. Trong trang viện có bao nhiêu người? Tên đó chủ trừ không nói, Chu Đức Kiệt khẽ giật cánh tay khiến cho y kêu rống lên như heo bị chọc tiết. Nếu mi không chịu nói thì sẽ gãy tay Tôi, tôi xin nói Tất cả có 25 người Thì ở Sơn Phu Điếm đã bị chết trên 10 người rồi Trong trang viện có cơ quan không? Có Sao huyệt thọ đới lập ra từ lâu đời chưa? Lâu rồi Từ hồi chủ nhân tôi còn thiếu thời Tính đến nay cũng đã ngót được 30 năm 30 năm? Có những ai lưu tới đó? Thỉnh thoảng có vài người bạn chủ nhân tôi tới chơi xích hoa viện Hiện nay có ai không? Có 20 người mới đến được vài bữa nay nên họ đới bận, tiếp khách, không tới tử điếm đêm nay được. Thấy không cần hỏi chi thêm nữa. Chú Đức Kiệt đưa mắt nhìn Lam Y, Lam Y gật đầu. Chú Đức Kiệt nói. Hạng đạo tặc như mi chuyên giết người lương thiện, nay sợ vì đau mà phản chủ, để sống cũng vô ích. Tên đó sợ quá hé môi định nói thì chú Đức Kiệt đã đưa hai ngón tay thọc chúng sau óc. Tên giặc không kịp kêu, gục đầu xuống chết hẳn. Việc gì phải liệng xác tên này vào núi làm chi? Cho nó về, nhân thể cảnh cáo tên giặc họ đới luôn thể. Nghe chú Đức Kiệt nói, làm y nhảy xuống ngựa. Chú Đức Kiệt đặt xác tên giặc nằm vắt ngang trên lưng ngựa rồi buông cương. Con ngựa quen đường về xích hoa viên. Anh em họ chu chạy về chỗ để ngựa, tới sau Trần Nhị, đưa tay vỗ vào vai y. Trần Nhị đang ngồi nghĩ cách sắp đặt tiệm hàng tương lai của y thì một bàn tay bí ẩn vỗ lên vai khiến cho giật nảy người, bổ nhà ra phía trước hoa gậy múa lung tung đánh gió, chú đức kiệt và lam y phì cười trần nhị làm cho gì đấy nhận ra tiếng của ân nhân trần nhị mới hoàn hồn ngừng tay gậy lại bẽn lẽn dạ à, con tưởng có giặc tới nên đánh để giặc sờ vào vai mới dở võ đánh thì bắt đầu rồi còn gì này gần đây có nơi nào khả dĩ tạm chú được qua ngày hôm nay không vậy nhị vị chưa vào sao huyệt của bọn giặc à chưa vì gần sáng rồi hành động không tiện bữa nay phải nán lại quanh đây tối sẽ đánh cũng không muộn từ đây về làng sơn phu vào quán giữa đường có một lối nhỏ dẫn vào lều của cha con người tiêu phu nếu nhị vị không ngại chật hẹp thì con xin dẫn lộ tới đó độ bao nhiêu xa ước độ cũng phải trên 10 dặm mới tới lều từ lều ấy vào làng sơn phu dẫn đường tắt độ 3 bốn dặm đường hay lắm người đi trước dẫn đường đi ba người cùng lên ngựa kiệu trở về lối cũ được nửa đường thì trần nhị tìm đường mòn dễ sang tay hữu càng đi sâu cây cối càng rậm rạp hơn anh em họ chu chú ý nhận xét đường đi Trời tảng sáng thì ba người tới chỗ tròi cỏ dựng giữa một khu có cây lớn, bóng lá âm u. Hơi rừng trắng xóa bốc lên là là mặt đất, tạt đi tạt lại như khói. Tròi vách ven tre, nóc cỏ có hàng hiên khá rộng, dựng trên nhiều khúc thân cây lớn. Đánh hơi thế lạ, con chó lớn lông dài màu vàng như màu lửa cháy đang nằm trong góc hiên, vụt trỗi dậy, đứng ló đầu khỏi lỗ lan can sủa ầm ĩ. Trần Nhị nhảy xuống ngựa, huýt gió mấy cái gọi con chó ấy. "A, à, con này tên là Hoàng Hỏa, con hoàng hỏa này không nhận ra người quen xăm mà sủ hoài thế Đi vô mau Trong trò có tiếng vọng ra Ai như tiếng ai nhỉ nhỉ Trần Nhị nói lớn Kính chào cùng lão Ai nhìn tới thăm đây ạ à? Gớm sáng nay lạnh quá Một lão hán tuổi trà 60 Da rẻ hồng hào vóc dáng nở nang khỏe mạnh Dưới làn áo nỉ Từ trong lều bước ra Lão hán hơi ngạc nhiên khi thấy Trần Nhị đi cùng với hai người lạ mặt Anh em chu ra nhảy xuống ngựa khoanh tay thi lễ Lão hán chào lại khiêm tốn trần nhị giới thiệu đây là nhị vị hiệp khách qua khu vực này trọ ngoài sơn phủ tử điếm vô đây có việc nhờ lão hán À, đây là cùng lão tục danh là thuận chuyên ở trong khu đại lâm này đã lâu năm rồi cùng thuận vội vàng xuống thang tròi ân cần mời xin mời quý vị lên tròi có lửa sưởi ấm ngoài trời sáng nay sương mù lạnh quá anh em họ chu và trần nhị cột ngựa vào gốc cây nhỏ gần đó rồi trèo thang tre lên sàn tròi Còn hoàng hòa cứ chĩa ra phía ba con ngựa sủa mãi Cùng thuận phải lên tiếng thì nó mới chịu vào nằm im trong góc hiên Trần Nhị hỏi Nhất lang đâu? Sớm thế này mà đã vô rừng rồi à? Chăm quá nhỉ? Cùng thuận đáp Không phải, thằng A Hoành nhà tôi vừa mới nhóm lửa sàn xong Có lẽ nó đang đun nước ở phía sau kìa kìa Nói đoạn Cùng thuận gọi lớn Nhất lang ơi, ai nhì đến chơi đây này Một chàng trai vạm vỡ chạc 25-26 tuổi ra bánh mật phía cửa trong bước ra Thấy hai người lạ liền khoanh tay vái chào cùng lão bảo con đây là nhị vị hiệp khách có việc qua khu này con pha trà uống cho ấm đi cùng hoành dương cầm mắt đen lái nhìn thấy anh em chu gia hùng dũng oai vệ tướng mạo phi phàm trong bộ võ phục trên lưng đeo hai cây đao kiếm càng làm nổi bật hẳn tư cách sang hồ mã thượng thì có ý rất cảm phục thưa phụ thân trà nước sẵn sàng rồi ạ để con vào bưng ra a nhì cùng theo a hoành vào bếp cùng lão kéo mấy chiếc ghế tre thô sơ tới kế bên lò lửa đắp ngay trên sàn mời ngồi anh em chu ra cảm ơn theo hành lý và khí giới để dựa vào một góc phên rồi kéo ghế ngồi giơ tay sưởi lò lửa ở đây là thứ đất sét đắp theo hình tròn lớn bằng mặt bàn một cành cây lớn một đầu gác vào giữa lò đang âm ỉ cháy đã thành than như vậy tán than rụng xuống mặt lò người trong nhà chỉ có việc đẩy lên lần khúc cây và giữa lò cho tới khi nào cháy hết một cành cây lớn và dài tới một trượng có thể xài được trong vài ngày trong nhà có lửa suốt ngày đêm thành thử lúc nào cũng ấm ấm dễ chịu tuy là ngoài trời lạnh cùng Hoành bưng khay trà lên. Trần Nhị bê khúc cây tròn thay bàn tới bên lò lửa để đặt khay trà. Cùng Thuận rót nước mời anh em chu ra. Trần Nhị tự mình rót hai ly, đưa cho Cùng Hoành một ly. Làm y đưa mắt nhìn khắp căn nhà, thấy khá rộng rãi ngăn nắp. Giường ghế toàn bằng tre già, bà là những khúc cây tròn đều đạn mặt bảo nhẵn. Từ đồ đạc đến sàn ngang xà dọc trên mái lợp lá, đều là có nước đỏ thẫm bóng loáng, Trần Nhị kể chuyện đánh hắc điếm đêm rồi cho cha con họ cùng nghe. Nghe đến đầu, hai cha con tươi tán hẳn nét mặt tới đó. Khi Trần Nhị đã kể ra mọi sự thì cùng thuận đứng lên vái anh hai anh em chu ra. Nhị vị hiệp khách đã cứu sống lại toàn thể dân chúng ở khu vực này. Đã bao năm nay, họ đối hoành hành ở đây, nhưng làng Sơn Phu lại là nơi hẻo lánh. Dân chúng chẳng biết trông cậy vào đâu nên đành nhắm mắt làm ngơ trước những hành động phi pháp bất nhân của bọn tặc đạo ấy. Hơn nữa chúng khá đông, vây cánh lại nhiều, tên nào cũng có võ nghệ, nhất là hai vợ chồng họ đối với đứa con gái Ngọc Hoàn. chu Đức Kiệt đỡ cùng thuận ngồi xuống. Cứu khổ phò nguy, giúp đỡ người hèn yếu là thiên chức của bọn giang hồ du hiệp chúng tôi. Lão trượng bất tất phải nói tới ơn huệ làm gì, khiến cho anh em chúng tôi khó nghĩ vô cùng. Bữa nay tới đây phiền toái lão trượng qua ngày hôm nay, chờ tối đến để hành động do thám trang viện của đối tặc, mai lại lên đường đi kim lăng. Nơi đây rất u tĩnh, ít khi có người lạ tới quấy nhiễu xin nhị vị hiệp khách cứ tự nhiên nếu cần ở lại nhiều ngày thì cũng không vấn đề gì cha con tôi ở trong khu đại lâm này đã lâu chuyên nghề kiếm củi và săn bắn vừa sẵn có ở trong vườn rau thịt săn phơi sẵn không hiếm rượu nhà cũng cất lấy thằng a khoảnh nó khéo lắm làm đủ mọi việc à để tôi bảo cháu nó nấu cháo nướng thịt nai cho nhị vị điểm tâm chú đức kiệt nói được lão trượng quý mến thì anh em tôi rất đỗi cảm kích này muốn nhờ lệnh lang ra làng Sơn Phu mua vài thứ vật vãnh và nhân dịp đó thăm dò tình hình khắc điếm thế nào. Cùng hoành nói ngay. Nhị vị cứ việc sai khiến, tôi ra chợ làng luôn thể. Trần Nhị cũng nói xen vào. Cùng đại ca cứ yên trí ra đi. Tôi sẽ thay đại ca làm việc ở nhà để báo phụ dành tay đón tiếp nhị vị hiếu khách đây. Cùng hoành đứng dậy lấy chiếc áo lạnh mặc vào và đeo chiếc giỏ mây lên. Chú Đức Kiệt móc túi lấy năm lượng bạc đưa cho Cùng Thuận lão trượng vui lòng nhận ít tiền đây chi dùng lòng thành thực xin chứ nghĩ xa gần nhị vị sẵn lòng giúp đỡ nhà nghèo chúng tôi đâu dám chối từ nhưng quả thật là cho nhiều quá không sao lão trượng cứ vui lòng nhận bạc đi cùng lão nhận năm lượng bạc đem cất vào trong nhà chú đức kiệt lại đưa cho cùng hoành ít nhiều tiền lẻ cùng huynh tự tiện mua mấy thứ cần về làm rượu uống chơi còn việc do thám hắc điếm tôi chắc cùng huynh cũng có sự tính rồi dạ nhị vị an tâm Lát nữa trở về chắc là sẽ có tin rõ ràng về quán Sơn Phu. Dứt lời, Cùng Hoành bước ra khỏi nhà. Trần Nhị cũng đứng lên vào bếp. Cùng Thuận nói. Cháu biết các thứ ở đâu rồi chứ? Dạ, cháu quen rồi mà. Bà Phụ an tâm. Lát sau, Trần Nhị bưng lên hai chậu nước nóng mới anh em chui ra rửa mặt. Chú Đức Kiệt và Lam Y rửa mặt xong bước vào phía trong nhìn quanh. Bếp núp gọn gàng, đứng trên lan can hàng hiên trông xuống khu vườn nhỏ trồng đủ mấy thứ rau cần thiết. Giữa vườn có chuồng gà cao ráo sạch sẽ, Kế bên khu vườn là một căn nhà trống nền đất cao để những khúc cây lớn đã khô và có nhiều bó củ trẻ sẵn. Sau khi đã đặt nồi cháo lên bếp, Trần Thị xếp ba con ngựa vào sân nhà đó tháo yên cương, lấy nước ở suối nhỏ gần đó cho ngựa uống và lấy cỏ khô cho ăn. Làm y khen cha con họ cũng ngăn nắp lạ thường. Trần Thị cho ngựa ăn xong thì quay lên nhà, thấy hai người đang tựa lan can bèn nói. Con đã đem sẵn nồi nước nóng lớn để cho nhị vị tắm sảng khoái rồi, suốt ngày hôm qua đi đường tới đêm lại còn phải chiến đấu không ngủ dùng điểm tâm xong thì nhị vị nên tắm táp nghỉ ngơi kẻo mệt đêm nay cần phải dùng sức nhiều chú đức kiệt mỉm cười im lặng mùi thịt nai nướng trên bếp thơm phức cùng lão sửa soạn mâm bát xong rót một bình rượu vào mấy chiếc bát bay ở trên nhà trên lát sau trần nhị bưng nồi cháo bốc khói nghi ngút lên nhà múc cháo ra bát cùng thuận mời xin mời nhị vị dùng điểm tâm và chút ít rượu nhà cất cho ấm bụng đêm qua ăn ít anh em chu gia thấy đói bụng liền xà và ăn uống rất tự nhiên đội nhà cất lấy men nồng thơm phức thịt nai khô nướng vàng chấm tiêu muối lạ miệng hai anh em chu gia ăn ăn uống uống như hùm đói cùng thuận ngồi tiếp trần nhị thì ngồi kế bên cùng ăn ăn một chặp no lòng chu đức kiệt buông chén muỗng ngon quá thịt rượu thơm ngon đặc biệt cháo ngọt vô cùng cùng lão ở đây chẳng khác chi tu tiên vậy Dạ, ở đây thì được các thú rừng thường về, hươu nai thỏ cây đủ cả. Hôm rồi còn có cả dấu trần báo về quanh đây, thế nhưng mà lại để sầm mất. Lão trượng săn bằng tên thường hay là có tẩm thuốc? Cả hai thứ, tên thuốc dùng để bắn thú lớn. Cùng thuận với hai cây cung treo trên vách ven đưa cho anh em chu ra coi. Làm y dương thử. Ô, lão trượng sức còn mạnh lắm, cây cung này có khi phải sức 100 cân ấy. Cùng thuận gật đầu, Nữ hiệp dạy đúng lắm, sức mạnh cây cung này quả đúng là một tạ. Cây cung của thằng cháu A Hoành thì một tạ rưỡi. Ơn trời ban cho cha con tôi sức khỏe, nếu không thì ở trong rừng cũng vất vả lắm. Chuyện vãn hồi lâu, anh em chu ra thay phiên nhau đi tắm, thay y phục mới. Cùng lão và Trần Nhị trải rừng tre để cho hai người nghỉ. Lúc làm y ở suối giặt quần áo trở về thì chú Đức Kiệt đã thêm thiếp ngủ say. Nàng cũng leo lên giường bên, ngủ lấy sức. Ngoài trời, sương mù lần lần tan giữa ánh thái dương, tuy vậy tiết trời vẫn lạnh hơn mọi ngày. Trần Nhị đẩy lùi cành cây vào giữa lò, than bốc nổ lách tách. Đúng ngọ thì Củng hoành đeo dọ đựng đầy thức ăn mua ở chợ Sơn Phu về. Cùng lão đón sẵn ở hàng hiên ra hiệu cho con biết là hai người khách đang ngủ ở sau rèm. Củng hoành nhón nhén vào nhà đi thẳng tuốt xuống bếp, lấy các thứ trong rọ ra rồi cùng với Trần Nhị sửa soạn cơm rượu. Trần Nhị nóng ruột muốn hỏi thăm tin tức, nhưng thấy Củng Hoành không nói, có vẻ chờ anh em họ Chu thì cũng đành nén lòng chờ theo đến cuối giờ mùi anh em chu ra mới tỉnh giấc chu đức kiệt nói với củng thuận mấy hôm hành trình mệt nhọc đêm qua lại không được nghỉ ngơi thành ra bữa nay ngủ say chả biết gì đến trời đất nữa củng thuận cười giá chúng tôi cứ trói nhị vị lại đem nộp cho đối vĩnh khan thì có phải được thưởng nhiều tiền không đâu có bọn giang hồ chúng tôi còn kiêm cả môn tâm lý nữa đấy a à, hoành đã về rồi có lượt được tin tức gì không nghe tiếng chu đức kiệt gọi Củng hoành bảo trần nhị có muốn nghe chuyện thì ra ngoài nhà. Nói đoạn, Củng Hoành bước ra khỏi bếp, Trần Nhị theo sau bức ấm trà nóng mới pha. Mọi người quay vào ngồi uống nước ở quanh lò lửa. Củng Hoành bắt đầu kể chuyện. Từ nhà, tôi đến quán Sơn Phu trước, đi đường trong chứ không có đi đường cái. Cũng vì trời lạnh vái còn sớm nên không có ai qua lại trên đường trước cổng quán. Tôi bèn đi vòng qua khu núi trước mặt tử quán núp trong bụi rậm để quan sát. Mỗi lúc ấy có hai chiếc xe ngựa từ phía xích hoa viện đi tới vào thẳng trong sân quán, Đối với Vĩnh Khang và hai người lạ mặt Một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần dáng người rong ròng, rôm ria xồm xoàm Một nữa là lão phụ tóc bạc như cước Lành lẹ khỏe mạnh Từ chiếc xe đầu nhảy xuống Xe thứ hai thì chở mấy tên bộ hạ Có một tên ở trong quán ra đón Mọi người đều vội vàng vào cả bên trong Hồi lâu bọn thủ hạ vác những bọc lớn Mà tôi đoán là vác xác của bọn tạc đạo đã bị tử thương đêm qua Để vào trong xe thứ hai Chính tay đới tạc bê một bọc nữa đặt vào trong xe thứ nhất Bọn chúng thắng ngựa và chiếc xe khác vẫn để ở góc cây trong sân từ trước. Đoạn lão phụ tóc bạc bế một người ra đặt vào xe, đó chính là hoa cô nương đối ngọc hoàn. Xong xuôi, cả ba xe đó đi ngay về phía xích hoa viện. Đối tặc và hai người lạ ấy cầm cương ba xe ngựa. Một số thủ hạ ở lại khép cổng quán và cửa quán bên trong lại. Tôi chờ hồi lâu không thấy động tĩnh chi nữa nên lén đi vòng ra lối đường cái tới thằng cổng quán gọi. Có ai ở trong quán không? Không bán hàng hay sao mà lại đóng cổng thế này? Một lúc sau có một tên vẫn làm từ bảo mở cửa ló đầu ra nhìn. Y thấy tôi bèn nói. À, A Hoành à, củ còn nhiều chưa cần vội, mới hôm nữa đến nhá. Ơi không phải, rét quá nên tôi muốn mua ít rượu uống cho ấm người. Mua rượu ấy hả? Này, tôi nói thật nhá, bữa nay có việc nên nghỉ, Quán không bán hàng. Vui lòng vào trong làng mà mua. Để bữa khác nhá. Tôi giả đò lằng nhằng. Đóng cửa thì đóng, việc bán rượu thì vẫn phải bán chứ, có hại gì đâu. Này, tớ chỉ ưa dùng thứ rượu lâu năm của đằng ấy thôi. Bán cho tớ nửa cân nhá. Nói đoạn tôi thò tay làm ra vẻ mở cổng để vào, thì tên tử bảo cao mặt. Đã nói là bận rồi không bán hàng. Đằng ấy lằng nhằng thế. Lỡ chủ nhân tớ mà biết thì bị cổ mắng đấy. Vô trong làng mua mà tạm uống. Chuyến sau mua một cân, tớ biếu đằng ấy thêm một cân nữa là hai. Biết là chúng không muốn cho tôi vào, có lẽ vì phải dọn dẹp lau chùi các vết tích của cuộc chiến đấu đêm qua và hủy những tang vật về lò làm thịt người, nên đồng bọn cùng ở cả dưới hầm, chỉ riêng tên tử bảo này là canh chừng ở trên thôi Tôi bèn trở gót Nhớ nhá, chuyến sau phải bán một thành hai nghe chưa Tên tử bảo vẫy tay chào Rồi tọt vào trong nhà đóng cửa lại Còn tôi quẩy rọ đi vào làng Sơn Phu Củng hoành kể một hơi Châm thêm nước sôi vào bình trà Lam y hỏi Làng Sơn Phu có ai hay về vụ này chưa Củng hoành lắc đầu Dạ chưa Ra chợ mua bán lang thang nghe ngóng Tuyệt nhiên chả thấy bàn tán gì cả trong lúc bình thường, dân làng Sơn Phu cũng không hay ra lối tử quán vì cũng không có ưa bọn họ đới. Chú Đức Kiệt nhìn Lam Y. Ngô Huỳnh đoán thế này, khi đới tặc thấy ngựa đem xác bộ hạ của Y về trang viện sáng nay, biết là có biến nên cấp tốc phi tới hắc điếm xem sao. Sau đó Y mới cho người về trang viện lấy xe ngựa chở xác các bộ hạ đi tiêu hủy, đem xác mẫu dạ xoa với đới Ngọc Hoàn về trang viện chôn cất và chữa thuốc bó chân bị gãy. Một mặt y sai người dọn dẹp trong tử quán, bồi xóa hết các vết tích, hòng sau này lại tái lập cửa tiệm như thường làm y tiếp. Vì sĩ hoa xả yên trí rằng bọn ta đã đi thẳng sau trận chiến đêm qua. Chú Đức Kiệt lắc đầu. Không đâu, hiền muội quên rằng tên giặc mà ngu huynh không giết nhưng chỉ lao đầu vào cái sọt bầy nhảy máu ngửa trong lò làm thịt người sao. Chính tên đó đã khai ra trang viện mà đối với Vĩnh Khang không thấy chúng ta tới đó thì tất y phải tự vấn và ngạc nhiên. Còn việc y cho dọn dẹp hắc điếm chỉ cốt ý là che mắt mọi người thôi. Vậy kết luận, theo ý Hiền Huynh thì y phòng bị chờ bọn ta tới tìm y ở xích hoa viện. Đúng thế, nếu chúng ta là họ đới thì cũng sẽ hành động như vậy. Làm y suy nghĩ giây lát rồi bảo A Hoành. Cùng để ăn cho ăn chứ. Ăn bây giờ tối đến hành động cho đỡ nặng nề. Cùng Hoành đáp. Thưa nữ hiệp, cơm nước đã sửa soạn xong cả rồi, chỉ có việc dọn lên là ăn thôi. Dứt lời, Cùng Hoành, Trần Nhị cùng đứng lên xuống bếp dọn cơm. Làm y lo lắng nói riêng với Chu Đức Kiệt Hiền huynh à, ngu muội chỉ lo chúng hạ sát hay làm ô uế mất vợ chồng thanh niên mới bị bắt hôm rồi, lại còn cha con người phu xa nữa. Tiếc quá, không hành động kịp sáng nay. Chú Đức Kiệt ngẫm nghĩ đáp. Chắc đối tặc chưa có thì giờ mà nghĩ tới bọn đấy đâu. Đêm qua y bận có khách và còn chờ có kết quả của bắt chúng ta hắc điếm hai người. Mà sáng hôm nay A Hoành trông thấy đi cùng với họ đới thì chắc chính là hai người khách của y đấy. Cơm rượu xong, Trần Nhị và A Hoành xuống nhà dưới trông no mấy con ngựa. Anh em chu ra ngồi chuyện vãn cùng với củng lão quanh bếp lửa. Trời lạnh nên tối nhanh. Gió thổi vi vu từng đợt qua rừng Đại Lâm. Thỉnh thoảng giết lên như tiếng quỷ giận ma hờn. Mây xám từ đầu kéo đến che lấp cả bầu trời. Làm ỉ bước ra mái hiên nhìn quanh. Không lẽ là trời muốn mưa chăng? Củng lão thổi mồi lửa giấy. Rít một hơi thuốc lào nhà khói khoan khoái. Năm nào cũng vậy, cứ tháng này thường là có nhiều ngày lạnh bất ngờ Gió thổi mây che nhưng mà không mưa đâu Đêm tối như mực chẳng có trăng sao gì Rất tiện cho nhị vị nhập xích hoa viện đêm nay Nhị vị có nhớ đường ra không? Nếu cần thì tôi sẽ cho A Hoành dẫn đường Nhớ chứ, xin khỏi phiền Làm phiền cùng lão thế này là cũng quá nhiều rồi Đối Vĩnh Khang, vốn người gốc tại Linh Viễn Phủ thuộc miền Nam tỉnh Tứ Xuyên, Y có sức khỏe, tính tình tàn bạo ngay từ lúc còn nhỏ. Năm 14 tuổi, Y theo hầu một đạo sĩ hình dung cổ quái, tóc vàng như râu ngô. Không rõ tục danh đạo sĩ đó là gì, nhưng thường đi lại khu vực linh viễn nên ai cũng gọi là Hoàng Mao đạo sĩ. Hoàng Mao thấy đời Vĩnh Khang còn ít tuổi mà đã có dũng lực, chăm chỉ nên rất mến cho theo hầu. Một hôm, đạo sĩ bảo đời Vĩnh Khang Ta sắp bỏ xứ này xuống vân Nam du ngoạn. Chắc ngươi chẳng muốn đi theo, vậy cầm ít tiền đây, Chừng nào ta qua đây thì sẽ tìm ngươi Đối Vĩnh khoang quỳ lại nói Bẩm lại sư phụ con thứ cố vô thân từ năm còn nhỏ dại Chẳng biết cha mẹ là ai Hiện ở nhờ một người chú họ xa Vậy sư phụ có lên đường Con nguyền quyết tâm theo Dấu góc bể chân trời thì cũng không hề quản ngại Sư phụ đừng có bỏ con Đạo sĩ nhìn thẳng vào mặt đối vĩnh khang hồi lâu Thật vậy không? Bẩm thật, con đã quyết tâm rồi Hoàng Mao mỉm cười gật đầu Bảo đối vĩnh khang đứng dậy Được, Ta ưng thuận cho người theo, mọi sự nhất nhất phải tuân theo lời ta, nghe không? Dạ, không bao giờ con dám trái ạ. Từ đó, hai thầy trò Hoàng Mao cất gánh lên đường, qua toàn vùng núi non hiểm trở, rừng cây rậm rạp nhắm hướng Tây Nam mà thẳng tiến. Trên đường du hành, giặc cướp lục lâm đại đạo nhan nhản, nhưng hoặc tránh hoặc đánh, Hoàng Mao đại sĩ trổ bản lãnh khiến cho nhiều bọn cường đạo phải khiếp sợ. Đối với Vĩnh Khang thấy sư phụ bản lĩnh cao cường thì cảm phục vô cùng. Một hôm, Hoàng Mao hỏi Vĩnh Khang, con có muốn học võ nghệ không? Đối Vĩnh Khang chỉ mong có thế, được lời như cởi tấm lòng bèn quỳ xuống lại. Xin sư phụ nhận cho con mấy lễ bái sư này. Hoàng Mao đỡ đối Vĩnh Khang dậy và từ đó bắt đầu truyền dạy võ nghệ cho y. Hoàng Mao đến thẳng Am Quan Âm tìm bạn là Trương Dương Đạo Sĩ. Am Quan Âm rất rộng rãi ở sát Tây Môn, dưới nhiều chặng đa cổ thụ, cành lá rườm rà, che kín cả một vùng rộng lớn. Lúc hai thầy trò Hoàng Mao tới nơi thì trời đã xế chiều, cửa am đóng kín. Hoàng Mao gõ cửa. Mở cửa cho tôi với. Tiếng chân lại làng bên trong bước ra mở then cửa, cánh cửa từ từ hé ra. Một đạo đồng tóc gọt trái đào bước tới vái chào. Thưa sư phụ gọi cửa có việc chi ạ? Trương Dương đạo hữu có nhà không? Tiểu đầu nhanh nhẩu đáp. Dạ, sư phụ con vào trong dinh quan tổng đốc từ trưa, có lẽ cũng sắp về, mời sư phụ vào am. Hai thầy trò Hoàng Mao bước vào, theo đạo đồng lên điện ngồi chờ. Đạo đồng pha nước trà bưng lên, đối vĩnh khang đặt bọc hành lý xuống bụng đá nhìn đây đó. Trên khuôn cửa ở giữa điện, một tấm lớn sơn son thép vàng để ba chữ đại tự khắc, kiểu chuyện vuông vắn cực lớn. Quan âm am. Trên bụng đá ở bên trong cửa võng, sừng sững một pho tượng quan âm chạm khắc rất tinh xảo, cao tới ngót hai trượng. Thấy đối vĩnh khang ngơ ngác nhìn, hoàng mau mỉm cười bảo. Con nên theo đạo đồng đi xem địa thế am này, thầy cho ta nán lại đây còn lâu. Đạo đồng nghe vậy bèn rủ họ đới ra ngoài cửa điện đi thăm hết mọi chỗ trong am. Gần tối hôm ấy, Trương Dương đạo sĩ mới về, thấy Hoàng Mao thì tay bắt mặt mừng. Đạo huynh tới lâu chưa? Sao không vào phòng thay áo nghỉ ngơi cho đỡ mệt sau cuộc hành trình vãn dặm? Chờ chốc lát không hề chi, đạo hữu đi đâu mà về trễ thế? Quan tổng đốc mời vào uống rượu hầu chuyện, từ tạ hai ba lượt bây giờ mới được về đấy. Hoàng Mao chỉ đối Vĩnh Khang nói. Đồ đệ của tôi đây, ra lại sư thúc đi con." Đối Vĩnh Khang vội bước tới trước mặt Trương Dương, lại ra mắt và kêu là sư thúc. Nguyên Hoàng Mao và Trương Dương là bạn đồng môn, về sau Trương Dương kế vị sư phụ ở lại Quan Âm Am, còn Hoàng Mao hay du hành đây đó, thỉnh thoảng bất thần thì mới về chơi. Chuyến này Hoàng Mao đi quá lâu, Trương Dương thu đạo đồng mới nên đạo đồng không biết mặt Hoàng Mao. Có hai vợ chồng ông già vừa nấu bếp vừa làm việc vặt trong am. Nghe nói Hoàng Mao đã trở về thì cùng dắt nhau lên chào. Trương Dương nói. Căn phòng riêng của Đạo Huynh vẫn để như cũ đấy, không có gì thay đổi cả. Mới vắng mặt có mấy năm mà Đạo Huynh về am nhà như là một người lạ vậy. Hoàng Mao mỉm cười không nói gì, vẫy đới Vĩnh Khang bảo vác có hành lý sân sau xuống căn nhà ngang về phòng riêng. Từ đó trở đi, Hoàng Mao ở liền trong am chuyển võ nghệ cho họ đối, không đi đâu xa nữa. Trừ vài lần đi chơi quanh vùng thì lại cho đối Vĩnh Khang theo hầu. Họ đối luyện tập rất tấn tới nhờ sức khỏe sẵn. Thập bát bàn võ nghệ thứ nào cũng thạo, càng lớn tính tình càng nóng nảy và ngả về hung ác. Năm năm sau, đối viên Khang vừa đúng 20 tuổi, chiều cao chưa đầy 4 thước nhưng lại rất đỗi to ngang. Toàn thân mình mẩy vần đỏ, vai u ngực lớn, bắp thịt nổi cuồn cuộn chẳng khác chi thường trảo Sư phụ Hoàng Mao và sư thúc Trương Dương thì rất mực khen ngợi họ đối có sức vô địch, nhưng rất ngại về cái tính nóng nảy và hung hãn của y. Trong thời kỳ đối vĩnh kha học tập tại Am Quan Âm, thì Trương Dương đạo sĩ cũng truyền dạy võ nghệ cho đạo đồng là Lưu Tuấn và một đồ đệ nhỏ tuổi hơn Lưu Tuấn là Hứa Khải Liêm. Một hôm, Hoàng Mao bảo họ đối. Tài học bình sinh của ta con đã nhận hết rồi. Hơn nữa đến tuổi trưởng thành, thiết tưởng con chẳng nên lưu luyến ở lại nơi đây, mai một trí anh hùng ra. Ta khuyên con nên lên đường về cõi Giang Nam, đất rộng người nhiều, dễ bể tiến thủ sau này, mà ta cũng được thơm lây. Con nghe chưa? Bề ngoài tuy vâng dạ, nhưng đối Vĩnh Khang thấp thỏm mừng thầm. Sẵn có tài nghệ trong tay, được thoát ly khỏi nơi khổ ải này sớm chừng nào thì hay chừng ấy. Tự ý chọc trời khuấy nước muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản. Hoàng Mao cho đồ đệ một cây đơn đao, một túi tiền ăn đường và may thêm y phục cho. Vài bữa sau, đối Vĩnh Khang từ biệt thầy và mọi người ra khỏi côn minh phủ, theo đường về Tứ Xuyên. Là trai mới lớn nên đầy nhựa sống, đối Vĩnh Khang cảm thấy ham muốn nhiều thứ sau nhiều năm chịu kham khổ, theo hầu Hoàng Mao. Trên đường về Tứ Xuyên, mỗi khi qua làng mạc hay thị trấn nào, đối Vĩnh Khang cũng dễ vào quán rượu nhậu nhẹt say xưa và tìm những thú vui xác thịt với bọn đào nương cá kỹ. Thành thử số tiền sư phụ cho làm lộ phí đi mới được nửa đường thì đã cạn nhẵn. Nhịn đói hơn một ngày trời, chiều hôm ấy họ đối vừa tới làng Thọ An trù mật. Dân cư người nào cũng có vẻ giàu có, nhà ngói tưởng hoa. Tiếng gọi là làng, nhưng cũng có phố xá buôn bán tâm nập chẳng kém chi một chấn nhỏ giữa một khu rừng xanh thăm thẳm, núi đá nhấp nhô bụng đói, dạ thì khát. Lứa Vĩnh Khang chưa biết tính thế nào thì đi tới khúc đường có mấy tử điếm khách hàng đông đúc, kẻ ăn người uống tấp nập. Lướt nhìn, đối Vĩnh Khang nước miếng trào ra miệng, càng cảm thấy đói cồn cào. Vừa đi vừa suy tính, đối Vĩnh Khang dễ sang tay phải, đi một quãng nữa thì chợt nghe thấy tiếng ai cười lanh lảnh. Giật mình, gương mắt nhìn, thấy ở trên lầu căn nhà lớn kế bên đường, một thiếu phụ tì tay trên cửa sổ xây cuốn đang xây mặt vào trong nhà, cười. Làn tóc mây đen lánh, tựa huyền, làm nổi bật làn da trắng mát như mỡ động, đôi vai nàng rung lên vì tiếng cười. đôi vĩnh khang đứng xứng lại mê mẩn nhìn quên cả đói. Thiếu phụ chợt quay mặt ra đường, thấy một người ngũ đoạn, vai rộng ngực lớn, sắc mặt vằn đỏ, dữ tợn đang dương đôi mắt trố ra nhìn một cách thèm thuồng. Thiếu phụ đỏ mặt buông rèm cửa quay ngoắt đi vào. Chà ôi, người đâu mà đẹp tuyệt, chẳng khác chi tiên nữ dáng trần, mái tóc huyền tết lững lờ ra mà hợp với khuôn mặt trái xoan thế. Đối Vĩnh Khang nuốt nước miếng đánh ực lần này không phải là vì đói cơm, nhưng vì thèm muốn cái vư vật vừa buông rèm xuống kia. Khẽ gật đầu, họ đới chợt nghĩ ra một điều khiến chàng mỉm cười mà quên cả đói. Nhìn trước nhìn sau, chàng nhận ra đường rồi thẳng ra phía cuối làng, có cây cối rậm rạp, phi thân lên một cành lớn, cởi hành lý, ngả lưng vào thân cây nghỉ ngơi, thiêm thiếp ngủ. Lúc tỉnh dậy, đối vĩnh khang đeo hành lý nhảy xuống đất ngó quanh. Khuya rồi, trời tối như mực, bốn bể vắng ngắt, xa xa tiếng chó sủa từng hồi. Tuy đói lắm nhưng đối Vĩnh Khang còn thừa sức khỏe, phi hành trở về khu phố lúc ban chiều. Nhà nào cũng cửa đóng then cải kín mít. Nhẹ nhàng như bóng ma, phi thân lên mái nhà, đối Vĩnh Khang nhìn sao đêm lờ mờ, ước độ lúc này là canh ba. Thì quả nhiên tiếng trống canh ba ở đầu làng vừa vạn điểm hồi. Lần tới mấy tử điếm, hắn ngó xuống sân vắng vẻ, nằm áp xuống mái, đối Vĩnh Khang nhẹ tay dở viên ngó nhìn xuống, trong nhà leo lét ngọn đèn dầu Tiếng người ngủ say thở phì phò nghe rõ một một Lấp viên ngói lại như cũ Đối vĩnh khang nhảy xuống sân áp lưng vào tường nghe ngóng Yên lặng Lần vào nhà trong Mà hắn đoán là căn bếp Một người đắp mền nằm trên tấm phản Quay mặt vào tường ngủ say Trong cùng là bếp, ánh lửa ủ nhẹ bốc Trên bếp kê một cái quả hấp lớn Không một tiếng động nhỏ Đối vĩnh khang nhón nhén bước tới mở nắp quả hấp Thấy bên trong để toàn bánh bao Mừng quá, hắn cởi khăn quàng cổ bọc luôn mười mấy chiếc bánh nóng hổi, đậy nắp quả hấp lại, đi ra. Lúc bấy giờ mới chợt nhìn thấy trên chiếc ngăn đóng ngang trên tường bày rất nhiều chai lọ. Chọn lấy một chai nhắc xuống. đối Vĩnh Khang ngửi qua mỉm cười, bỏ lên vào bọc bánh, bước thẳng ra ngoài sân, phi thân trên nóc nhà chuyên ra đầu đường ngồi treo leo trên cao, lấy chai ra tung một hơi dài. Rượu ngon thơm thật. Đối Vĩnh Khang lấy bánh ra ngối một hồi như hùm, hết nhắn, liệng trai rỗng đi một nơi Họ đới vỗ bụng thỏa mãn Nhảy xuống đường Đối Vĩnh Khang lần đến căn nhà có thiếu phụ cưới lúc ban chiều Hắn phi thân lên mặt tường Từ tường lên nóc Rồi nhón nhén vào phía trong Nằm áp xuống máy quan sát hồi lâu Ngay dưới mái có hai lớp hành lang chạy dọc và chạy xuôi Đối Vĩnh Khang trở lại đầu nhà rút ngói nhìn xuống Bên dưới là một căn phòng rộng rãi bày trí trang nhã Gọn nền khêu nhỏ đều trên án thư góc phòng Ở cuối phòng kê giường bát bảo buông mùng kín mít ngay dưới chân giường lộ ra một đôi hài theo nhỏ xíu. Đối vĩnh khang lần lượt dở ngói cho một chân xuống trước, buông tay để rơi nhẹ xuống sàn gạch ngay trước nơi cửa sổ xây cuốn. Trong các phòng, kế bên giường có cửa lớn đóng kín ăn thông vào phòng trong. Nhẹ nhàng, đối vĩnh khang rút đao ra, tiến tới bên giường vén mùng lên. Thiếu phụ lúc ban chiều mền kéo lên tận ngực, đang thiêm thiếp rắc nồng. Nàng đẹp như đóa hoa xuân trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, thờ đều hòa hai trái đào dưới mền nhô lên hạ xuống nhịp nhàng. Mãi miết ngắm bức tranh thiên tạo này, đối vĩnh khang thấy một cảm giác tê tê buồn buồn khắp thể xác. Như có linh tính báo nguy, thiếu phụ bỗng mở tràng mắt ra, nhận thấy người lạ, nàng hé miệng định la thì lại như cắt, họ đời đã bịt chặt lấy miệng nàng, áp lưỡi đào lạnh toát, kề lên cổ, khẽ nói. Biết điều thì nằm im kéo mất đầu. Sợ quá, thiếu phụ tê liệt cả tứ chi chưa biết về hành động thế nào thì đối vĩnh khang đã nhét khăn vào đầy miệng nàng cứng nhắc tay đào vẫn kề vào cổ, còn tay kia tung mền ra kéo tuột chiếc xiêm lụa mỏng xuống chân giường. Bị lộ cơ thể, thiếu phụ định đưa hai chân che đậy nhưng không kịp. Một sức nặng đã đè lấn lên người nàng, hai tay ghi chặt. Nằm im, không ta cắt cổ. Sức đè nặng quá, thiếu phụ ngạt thở. Hai mắt lờ đờ rồi nhắm hẳn, mặc cho tên cường đạo mưa gió phũ phàng. Đối vĩnh khang bước xuống đất sóc lại y phục, thiếu phụ mê man nằm thẳng như xác chết. Đối Viễn Khang lấy mũi dao khẽ cạy cánh tủ nhỏ kê giáp tường, cánh tủ hé ra để lộ mấy món nữ trang bằng vàng và bốn lượng vàng thoi đỏ ối. Tên cường tặc bỏ bốn lượng vàng vào túi, quay lại giường rút phát chiếc khăn ở miệng nạn nhân ra, chạy mở cửa sổ phi thân ra ngoài trời. Trong lúc thiếu phụ bàng hoàng không kịp la lối cầu cứu, đối Viễn Khang chạy một mạch tới chỗ cây lớn, nhảy lên cành ngồi nghỉ khoan khoái, chờ trời hừng sáng lên đường. Nhờ có bản lĩnh từ đó đối vĩnh khang trở thành tay sang hồ hắc đạo truyền hãm hiếp phụ nữ giết người cướp của gây không biết bao nhiêu cảnh tăng tóc thương đau về tới linh viễn đối vĩnh khang tìm đến nhà chú họ khi xưa nhưng người chú đã mất căn nhà cũ sang tay người khác họ hàng thân thích chẳng biết lăng bạt ở nơi đâu đối vĩnh khang không quan tâm vào trọ nơi tử quán nán lại ít ngày tiền vung ra như rác chẳng bao lâu thì mấy lượng vàng đoạt được ở nhà thiếu phụ trước đây cũng tiêu tan hết đối vĩnh khang lại nhà một đại phú gia Giờ nghề phi thiềm tổng bích vào đạt của rồi bỏ linh viễn theo chiều sông dương tử ra khỏi địa phận tứ xuyên phiêu bạt khắp đó đây chuyên nghề độc thân đại đạo suốt 10 năm đầu đối vĩnh khang đặt gót đạo tặc cũng đã nhiều nơi giao du với bọn lục lâm cường đạo không biết bao nhiêu mà kể vì trên mặt lúc nào cũng có những đường vằn đỏ tính nết thì nham hiểu hung bạo giết người không biết gây tay nên đồng bọn gọi y là xích hoa xả năm ấy đối vĩnh khang đã ngoài 30 tuổi một ngày kia đi tới hoàng giang một nhánh nhỏ của sông Dương Tử thuộc địa phận Dương ẩm huyện, thì trời đã quá ngọ. Ngồi dưới gốc cây nhìn ngọn lau phất phơ trước gió. Đối Vĩnh Khang chờ đò. Hồi lâu nóng ruột, đối Vĩnh Khang gọi lớn. Lái đò đâu? Có qua sông không? Chờ tôi sang với. Im lặng, trừ tiếng cụm lau sột soạt bên bờ sông vắng thì chẳng có lấy một tiếng người. Chờ mãi, đối Vĩnh Khang nóng ruột lầm nhầm một mình. Gớm thật, không ngờ khúc sông này lại vắng thế, không một con đỏ, mà cũng chẳng một bóng người Giữa lúc ấy Bỗng có tiếng ca chầm chậm từ đầu vọng tới Lẫn với tiếng trèo khua nước Sớm trèo, tối lội vui thay Ngày ngày hứng gió Đêm trầy nhìn trăng Bến Hoàng Giang bãi dương âm Thanh thanh trải lưới, biết đâu bến bờ Mừng quá, đôi Vĩnh Khang đã tuyệt vọng Phải trở lại đường cũ, liền đứng phát dậy ngẩng chân ngó trước ngó sau Không thấy gì, tiếng hát im bặt nhưng con thuyền của ai đó vẫn bị bõm chèo tuy bị che lấp bởi ngàn lau đối vĩnh khang định phi thân lên cây nhìn xem thì từ từ một chiếc thuyền cỡ trung bình đang đủng đỉnh từ bụi lau gần đó ló ra bắt tay thành loa quanh miệng đối vĩnh khang gọi lớn chú lái ơi cho tôi qua sông với trên chiếc thuyền xa chỉ có một người đội nón quần ngắn lững lờ khua mái chèo nhưng không nghe thấy tiếng gọi người lấy đò chèo thuyền đi thẳng nghêu ngao hát Ngây ngang nay vũng mai hồ riêng mình một cõi ngọn cờ tung bay kinh luân đã sẵn trong tay nghêu ngao mặt nước gươm bay giữa trời giọng cà vừa ấm áp vừa hùng vang xa xa đối với kha nghe rõ một một cái thằng lái đỏ này bị điên à nó hát ta nghe thấy mà gọi nó thì nó lại lờ đi nghĩ đoạn họ đới lại gọi lớn bớ chú lái có khách quá giang này vào bờ mau tiếng gọi rất lớn vang động cả một vùng Lúc bấy giờ, người lái đò mới ngừng tay trèo vỉnh trước nón mây đan, quay đầu lại nhìn vô bờ. Ai gọi ta thế? Cho tôi quá giang với, lại lên kéo chớ ngày giờ của tôi rồi. Có mấy người tất cả. Một mình tôi thôi, nhưng muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả. Thuyền này chở được 10 người, mỗi người ba quan, vị trí là 30 quan, có chịu không? Họ đối nghĩ bụng. Cái thằng cha này bắt bí người ta thật đấy. Ai lại qua một chuyến đò bắt người ta chịu những 30 quan tiền bao giờ? Được, sang tới bờ bên kia, ta chỉ trả ba quan thôi sẽ đi làm được gì. Tiếng người lái đò hỏi vào bờ. Thế nào? Thế có chịu đi không để tôi còn đi nè? Nghĩ ngợi gì mà lâu thế? Đới Vĩnh Khang vội đáp. Chịu chứ? Ghé thuyền vào đây, nhanh lên. Đùng đỉnh, lái đò quay mũi thuyền vào bờ, tiếng ca lại vang dậy. Thuyền lan một chiếc thành thơi, dầm mưa dãi gió bên trời hoàng giang. Không đi khắp trốn lang thang, vùi đầu áng sách uổng trang hải hồ. Đối Vĩnh Khang nóng ruột lầm bẩm, thằng này bị điên rồi, ca hát trên sông vắng này cho quỷ nó nghe à? Thuyền gần tới bờ, Đối Vĩnh Khang nhận thấy chú lái là một lão trạc ngoại tứ tuần, sắc mặt đỏ tía cháy nắng, bắp chân và tay nở rắn chắc tỏ vẻ ưa hoạt động. Người lái đỏ đăm đăm nhìn Đối Vĩnh Khang lái thuyền vào hẳn bờ, cười khanh khách. Hảo Hán nghĩ gì mà đờ người ra thế? Cười lão điên rồ ca hát nghêu ngao à? Họ đới giật mình nghĩ thầm. Quái, thằng này đoán được ý nghĩ của ta. Nghĩ vậy trả lời ngay. Đâu có, tôi nghĩ rằng người lái đò bến Hoàng Giang tốt giọng quá. Có cần tôi đẩy lui thuyền vào bờ cho dễ đáp không? Đối Vĩnh Khang lắc đầu. Khỏi cần, tôi xuống được. Bằng cách nào? Nhảy xuống chứ sao? Người lái đò nguê nguẩy. Trời ơi, to ngang nặng nề như hảo hán, nhảy xuống thuyền tôi thì chìm hay bể mất chứ còn gì? Không đâu, coi nhá. Họ đới nhảy vụt từ bờ lên mũi thuyền nhẹ nhàng, chiếc thuyền chỉ hơi chòng chành chút xíu. Lái đỏ vỗ tay khen ngợi. Giỏi quá, giỏi quá, thế mà lão cứ lo phải lội nước đẩy thuyền ghé sát vào bờ. Xá chi cái trò nhỏ mọn đấy, thôi mất thì giờ nhiều quá, treo đi. Vẫn đồng đỉnh chậm rãi, người lái quay mũi thuyền trèo trở ra. Hảo hán từ đâu qua đây? Từ miền Tây, tới định đi thăm người bà con ở miền Giang Nam chăm chú nhìn khách qua đò một lần nữa lão lái im lặng nhìn ra giữa sông la sau thuyền ra tới giữa dòng sông đối vĩnh kha ngồi ở đầu thuyền nhìn phong cảnh bến đò này vắng quá mỗi ngày chở được mấy mạng qua sông nếu làm nghề này có lẽ tôi giải nghệ mất lão lái đùng đỉnh ấy thế mà không thỉnh thoảng vớ được món bở ra phết thế nào là bở ra phết như ngày hôm nay chẳng hạn chở một mà được những mười không bở thì là gì hào hán cho xin tiền Nói đoạn, người lái đò ngừng tay trèo đưa tay ra chờ tiền. Tới bờ bên kia trả cũng được mà, chạy đi đâu mà sợ. Lão đâu có sợ chạy không trả tiền. Nhưng lấy tiền trước là luật ở khu này rồi. Thật ra lão cũng chẳng muốn đâu. Đã vậy thì lát nữa tới bờ trả cũng được. Tôi đây không phải là hạng người tiếc 30 quan tiền. Nhưng trái với luật thì không được. Tức mình, đối với Khang hỏi. Ai ra cái lệ luật đấy? Ngặt thế. Vỗ vào ngực, lái đò đáp. Ở đâu cũng vậy thôi. Cứ xuống thuyền là phải trả tiền liền tay. Khu vực Hoàng Giang này tự lão đặt ra lệ luật, ngoài vòng cương tỏa. Tuy vậy cũng chẳng khác chi mọi nơi. Nói không đưa tiền trước thì lão quay thuyền lại, trả khách vào bờ. Tức tối, đối Vĩnh Khang cười khẩy. Nếu vậy, đối mỗ này cũng tự ra luật lệ. Bắt mọi người sống trong ảnh hưởng khúc sông này phải tuân theo. Đó là lệ lấy tiền quá giang sau. Không nói không rằng, lái đò quay ngay mũi thuyền lại trèo vào bờ, Đối Vĩnh Khang chỉ tay vào mặt người lái. Này, ta nói cho mà nghe. Biết điều thì chở ta sang bên kia ngay. Thủ cấp nhà ngươi sẽ được đứng yên ở trên cổ. Mất nhiều thì giờ rồi. Xích hoa xà này không biết đùa dai đâu. Buông mái trèo, người lái đò dùng chân đẩy nhẹ tấm ván ở cuối thuyền. Cúi xuống lẹ như vượn, lấy ra một cây đoạn đao, chỉ đối Vĩnh Khang mắng lại. Xích hoa xà hay bách sắc hoa xà ta cũng chẳng sợ. Dọc ngang hồ hải trên 30 năm nay, ta chưa hề nghe lại của thằng nào. Hơn nữa, chờ hàng ở khu này cũng đã nhiều năm, hạng người như ngươi thì cũng chỉ đáng xuống thủy phủ thôi. Biết điều thì để hành lý lại, ta sẽ cho ăn bánh chay, cưỡng lời ta thì ăn bánh trôi, lúc đó chớ trách ta là ác. Nộ khí sùng thiền đối với Khang tuốt đao mắng lại. Muốn lấy hành lý à? Thử hỏi đao này xem nó có ưng không nhé Ngớm thiệt, ra là hạng cướp cỏ nhà ngươi mà cũng có loạn ngôn thế, coi đao của ra ra đây. Nói đoạn, đối với Khang nhảy vụt tới hoa đao liêng ngang cổ người lái đỏ, không kém người lấy đỏ múa đao gạt phát sang một bên rất mạnh mẽ nhắm bụng của họ đới mà thọc một mũi đao thật mạnh hai đối thủ cùng khỏe đao pháp thì vù vù nhảy đi nhảy lại đỡ đỡ đánh đánh lưỡi đao va chạm nảy lửa kinh hồn nếu trận đấu xảy ra ở trên đất liền hay thuyền lớn thì có lẽ còn tưởng gặp tay ngang nhưng mà ở đây lại là chiếc ghe nhỏ hai địch thủ nhảy đi nhảy lại đánh đỡ liên tiếp khiến thuyền trong chành nhiều lúc như muốn úp lật từ trước tới nay đối Vĩnh khang vốn rất ghét nước và sợ nước lại không biết bơi nay cùng với người lái đò chiến đấu ở trên thuyền nhỏ vừa hẹp bộ cước vừa bồng bềnh lại không vững phải gắng gượng nhiều lắm thì mới giữ nổi thăng bằng trái lại lão lái đò không những đào pháp đã hay mà lại còn quen với cuộc sống bềnh bồng trên mặt nước thành thử càng đánh càng hăng lành lẹ dị thường như đấu chiến trên đất vậy bị dồn luôn vào mấy đòn độc đối với khang bực tức vô cùng vì bị một kẻ địch võ thuật chẳng hơn chi mình là mấy mà cầm cự nổi không bao lâu càng nghĩ càng tức Đối Vĩnh Khang dồn hết tất cả sức lực ra cánh tay, nhè lưỡi đao của đối phương mà chém thật mạnh. Quả nhiên lát đao đó có hiệu lực tức thì, là lấy đỏ bất ngờ đưa đao ra đón lát chém mấy, thanh đao bật ra khỏi tay rớt xuống nước, cánh tay tê buốt đau đớn. Đối Vĩnh Khang cảm mừng, nhằm vai địch thủ chém một lát nữa chí mạng, nhưng không kịp vì dự đoán trước, là đáy đỏ đã như con nhái bén nhào xuống sông lặn mất tích. Đối Vĩnh Khang đứng trên thuyền nhìn quanh chẳng thấy tăm hơi địch thủ đâu cả. Không lẽ đứng lì ra đó nhìn mãi? Họ đới cài đao và vỏ, cầm trèo định bơi sang bờ sông bên kia thì lúc đó mới nhận thấy thuyền đang trôi theo dòng nước mỗi lúc một nhanh cầm trèo cố ghìm thuyền lại đối với khang loay hoay thế nào mà con thuyền cứ quay tròn rồi lại trôi thẳng giữa lúc ấy thì lão lái đỏ nhô đầu lên mặt nước miệng ngậm thanh đoản đao vừa bị rơi xuống nước ban nãy đối với khang rất phục tài lặn của đối phương đã ngục xuống nước lấy lại được đao nhưng cũng mắng át tên giặc kia có giỏi thì lên thuyền này đấu trăm hiệp nữa đi lái đỏ cười ha hả Ta và mi thì chưa biết tên nào là giặc bị các phủ huyện treo thình, chóc nã đâu. Nên hiểu là qua khúc sông này thì đừng có hòng vượt mặt hải đề giao đồng kính thiên, nghe chưa? mi sẽ biết tay ta, coi đây. Dứt lời, lão đáy đò nhào lộn ngược hai chân trốn lên mặt nước, rồi toàn thân lặn hẳn xuống nước biến mất. Đối với Vĩnh Khang còn chưa kịp suy tính thì chiếc xuồng bỗng dưng quay tròn như trong chóng khiến y phải ngồi xuống bám chặt lấy mạn thuyền cho khỏi té nhào xuống nước. Biết là đồng kính thiên trổ tài nghề quay thuyền cho đối thủ sợ đối với khang bèn rút đao một tay giữ chặt mạn thuyền một tay đưa đào chém lùa xuống nước đồng kính thiên có tài thì lên đây cùng ta giao đấu phân thua cao thấp dở cái trò trẻ con ấy ra làm gì ta khinh thường Rất lời chiếc thuyền không quay nữa nhưng lại nghiêng ngửa cơ hồ như muốn úp lật bởi những ngọn sóng nước lớn tự nhiên nổi dậy âm ầm đối với khang hoảng quá buông đao ra bám chặt lấy mạn thuyền cho khỏi té xuống nước tuy vậy cũng nhìn thấy rõ hải đề dao đang nhào lộn quanh chiếc thuyền gây nên những ngọn thủy ba thật lớn họ đồng vùng vẫy chẳng khác chi con dao long trên mặt biển. Đối vĩnh khang vừa sợ hãi vừa thần phục, hai tay vẫn bám chặt lấy mạn huyền, hoang mang không biết phải xử trí ra sao, thì bỗng nhiên đồng kính thiên nhào vụt đến gần, túm chặt vai áo lôi tuột họ đối xuống nước. Đối vĩnh khang cố vùng vẫy nhưng chìm lìm sặc sụa, uống nước ực ực, nghẹt thở. Bỗng một bàn tay vô hình nâng y lên mặt nước, chưa kịp thở thì bàn tay ấy lại buông ra khiến đối vĩnh khang chìm lìm như trước. Lần này thì ghê gớm quá, Họ đới cảm thấy nước trào cả vào mắt, tai, mũi miệng, không thở được nữa. Y nấc lên mấy tiếng, tứ chi rũi ra ngất hẳn, trôi là là dưới mặt nước rồi lật úp chìm từ từ. Nhưng đồng kính thiên từ nãy vẫn hơi ở bên cạnh nắm lấy thắt lưng lôi họ đới lên mặt nước, đặt nằm ngửa trên lưng, tay tả cặp ngược lại giữ họ đới cho khỏi lật. Tay hữu và hai chân bơi vùn vụt đuổi theo chiếc thuyền đang lững lờ trôi cách đó, bảy tám xài tay. Hai tay nâng bỏ đối vĩnh khang vào trong thuyền, Đồng Kính Thiên cũng nhảy lên thuyền, vuốt quần áo qua loa cho bớt nước, rồi cúi xuống cởi dậy cây lưng và nút áo của họ đới ra, đoạn cầm hai chân dốc ngược đầu y xuống, sắp đi sắp lại dây lát, đối Vĩnh Khang ọc nhiều nước ra miệng. Đặt họ đới xuống ván thuyền, cởi hàn áo của y bỏ sang một bên, Đồng Kính Thiên lật ván ở đuôi thuyền lấy chiếc mền đắp lại cho y, tự cởi áo của mình ra vắt hết nước. Đồng Kính Thiên bắt đầu chèo thuyền ngược lại phía sau, lách vào đám lau sậy mà đi. Hồi lâu, lau sậy thưa dần, thuyền ghé vào một cù lao nhỏ, mặt đất toàn bằng sỏi trắng rất sạch sẽ, đẹp mắt. Tiếng chó sủa vang lên. Đồng kính thiên huyết giáo mấy cái, một con chó bông đen trắng từ phía trong cù lao chạy ra, tiếp theo là tiếng ồ ồ vang lên. Phụ thân đã về, có được mẻ lưới nào không? Một thiếu nữ tóc như dễ che, nước da đen sạm, mũi sư tử, mắt trố, răng vồ, đội hẳn đôi môi dày như cặp trả, chạy lão xạ trên sỏi, theo sau cách con chó bông độ mười bước. Đồng kính thiên nhảy xuống đất, cột thuyền vào thân cây gần đó, chỉ tay xuống thuyền bảo thiếu nữ. Đấy, con cá lớn chui vô lưới đấy. Con hãy xách bao hành lý của y và hai cây đao vào nhà, mặc tao với nó. Thiếu nữ nhìn cha. Có hỗn đấu hay sao mà cha ướt át thế? Thủy chiến ạ, à? sao không giết phát y đi, mang về đây làm gì? Đồng kính thiên vỗ vai con gái, mỉm cười. Gớm, con gái gì mà đa sát thế? Không lẽ động một chút cũng giết người à? phụ thân đem y về đây thêm lộ liễu chứ có ích lợi gì. Thằng này là tên độc thân tặc đạo nổi danh bị nhiều nơi dán lệnh truy nã. Ai bắt sống được y thì sẽ có thưởng 500 lượng bạc, trình thủ cấp được 200 lượng. À, hắn chính là xích hoa xà đối vĩnh khang gì đó ạ. À? Thế sao phụ thân không trói y lại, để tự do thế sao mà tiện được? Ai lại cướp bắt tặc đạo bao giờ? Cha con ta há không phải là đồng nghề với y đấy à? Tuy cách kiếm ăn khác nhau, Thôi, nói chuyện sau. Kim Hoàn ạ, à, cất các thứ ấy vào nhà đi lại lên con. Đốt lửa lên sưởi nóng cho đối Vĩnh Khang tỉnh dậy. Y ngất khá lâu rồi đấy. Thật ra thì đối Vĩnh Khang đã hồi tỉnh từ lúc có tiếng chó sủa. Hé mắt nhìn sơ sơ là y biết đã bị đem tới một nơi nào lạ nên cứ vừa ngất xem đồng kính thiên hành động thế nào. Mầu chuyện mà cha con họ đồng vừa trao đổi vừa rồi đều lọt vào tai họ đới nên y rất lấy làm cảm kích lòng tốt của lão lái đò Đang định đứng vùng dậy tạ ơn thì đồng kim hoàn cúi xuống gần lượm hai cây đao và bọc hành trang vác lên vai. Trong khi cô gái họ đồng vô tình đối với Khang hé mắt nhìn trộm, đoạn nhắm mắt lại nghĩ thầm. Gớm, con gái gì mà xấu như ma, giỡn hết cả người. Nhưng chợt nghĩ ra, hắn cũng chẳng đẹp đẽ làm gì. Họ đối cười thầm, nằm im. Chờ đồng kim hoàn đi khỏi, lão lái đỏ mới ghé người vào mạn thuyền ôm sóc họ đới lên vai đi theo vào sau. Con chó bông đen trắng thấy người lạ thì cứ sủa ầm mỹ. Đồng kính thiên nạt. Im đi, mới nhà mau, như hiểu tiếng chủ nhân, con chó cố sủa thêm mấy tiếng nữa rồi mới vẫy đuôi, tung tăng chạy về nhà trước. Không người kiểm soát, đối vĩnh khang mở mắt nhìn kỹ. Qua khỏi chỗ cát trắng gần mé sông, hai bên lồi đó có trồng bờ cây gai tháp hoa đỏ rung rinh trước gió, coi khá là đẹp mắt. Đi vần vèo dây lát thì tới nhà rộng rãi, cất bằng cây, lợp lá, ngay dưới mấy gốc đa cổ thụ, cành lá um tùm. Phía trước nhà có mấy mảnh vườn trồng các thứ rau thường dùng. Tiếng kim hoàn lại ồ ồ cất lên vạc nó làm chi cho mất công, chói gồ nó lại rồi sách đi có hơn không hả phụ thân? nhắm nghiền mắt lại, đối vĩnh khang cười thầm, Cô ả à này ác thật đấy, xấu như quỷ có khác. còn đốt lửa chưa? dạ có sẵn rồi, phụ thân lẹ chân vào thay áo, uống rượu cho ấm người, phải cho họ đới tỉnh đã. quái, y ngất lâu thế, xưa nay chưa ai như thế cả. đối vĩnh khang mỉm cười, vùng từ vai họ đới nhà xuống đất, lăn đi hai vòng rồi trỗi dậy rất lẹ làng. Hai cha con họ đồng giật mình, nhảy né sang bên thủ thế. Nhưng họ đới đã tươi cười tiến tới quỷ lại đồng kính thiên. Tiểu tử hữu nhãn vô ngươi, đứng trước bậc tiền bối đáng kính mà lại không hề biết, xin si muôn vản thứ lỗi. Mỉm cười vuốt dâu, đồng kính thiên đỡ đối vĩnh khang dậy. Đánh nhau chán tay rồi thì mới giao tình là thường trong bọn giang hồ chúng ta. Hảo hán chưa lấy thế làm lạ, vào nhà thay áo kẻo lạnh, sẽ nói chuyện sau đồng kính thiên dẫn họ đới vào căn phòng nhỏ để bọc hành lý lên giường hào hán thay y phục đi phải nán lại đây ít ngày lão sẽ nói chuyện sau nói đoạn họ đổng ra khỏi phòng Đối vĩ khang thay áo càng nghĩ càng cảm kích tính tình quảng giao của lão lái đỏ nhưng nghĩ đến kim hoàn thì lại giật mình thon thót ngồi đâu mà xấu tệ giá mà sinh gái thì ta có thể ở đây vài tháng cũng được có tiếng gọi ở nhà ngoài đới hào hán đã xong chưa ra đây sưởi ấm uống vài ly rượu nào." Đánh trúng vào tâm lý, Đối Vĩnh Khang đang vừa đói vừa khát, thèm rượu bã cả miệng, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Đối Vĩnh Khang nhận thấy trong nhà rất ngăn nắp sạch sẽ. Đồng Kính Thiên ngồi bên lửa sưởi, cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ bày bầu rượu và một đĩa thức nhắm. "Ngồi xuống đây cho ấm, mời hào hán sợi rượu. Kim Hoàn sẽ đem cơm lên sau, trời gần tối rồi." Đối Vĩnh Khang kéo ghế ngồi xuống, lơ đãng nhìn ra lối cửa ánh sáng bên ngoài mờ mờ trong cảnh hoàng hôn tại một nơi cô tịch Cuộc nhân sinh quả thiệt éo le không biết thế nào mà ngờ. Trong cảnh sang hồ lạc bước, đối vĩnh khang tưởng gặp đò sang sông đi cho rồi, ngờ đâu lại đánh nhau chối chết với người lái đỏ, rồi cả hai lại cùng về căn nhà trên tiểu đảo vắng vẻ u tịch này, đối diện chè chén phiếm đàm. Mới đây, tôi ở trên huyện thấy hình hảo hán dán khắp nơi cùng với phiếu truy tầm. Đồng cảnh đồng thuyền, nhận ra hảo hán nên mới bày chuyện trêu cợt thử tài làm quen đi lang thang như vậy không sợ xa lưỡi pháp luật sao đới vĩnh khang cảm kích vô cùng thưa rằng làm thế nào được bao nhiêu năm vùng vẫy hải hồ đã quen nay chẳng lẽ chỉ vì bị truy nã mà dừng chân ẩn lánh mai một cùng thời gian bởi vậy tiểu tử cứ đi thôi nếu bị cản đường thì sẽ đánh giá trị lũ quan quân hèn yếu đồng kính thiên xua tay lắc đầu luận đàm như vậy hãy còn thanh niên tính không được tôi đã qua giai đoạn ấy rồi hảo hán võ nghệ cao cường và có dũng lực thật nhưng anh hùng thiên hạ không phải là hiếm đâu sách có câu cao nhân tắc hữu cao nhân trị một ngày kia thế nào cũng sẽ gặp người có bản lĩnh cao hơn mình lúc đó có muốn thoái cũng không kịp con người thức thời anh hùng phải biết tiến thoái hợp thời cứ khư khư chấp nệ cậy mình tài giỏi không trước thì sau thế nào cũng bị táng mạng vì lẽ khinh thường như tôi đây lúc thiếu thời cũng đã từng sinh nhai trong cái đám giang hồ hắc đạo ấy thế mà khi bị truy tầm cũng phải tìm cách ẩn thân tìm lẽ sống trong cảnh bình thường an nhàn lập gia đình xoay nghề đổi nghiệp nhưng thôi nói nhiều e hảo hán bất khuất giận dỗi đới vĩnh khang quanh tay cung kính gặp được bậc lão thành chỉ bảo tiểu tử như người đuôi được thấy ánh sáng chưa biết nói thế nào để cảm ơn huống chi còn giận dỗi sao xin cứ dạy bảo từ đây đến khắp dọc sâm dương tử trong vùng Giang Tây này, hảo hán chừng nào đi, chú ý thử coi cái danh hải đề sao cũng hãy còn làm khiếp đảm cái giới thương thuyền. Vậy mà con gia long ấy hiện thời nằm trong vùng nước này đây, để rồi bữa nay gặp hảo hán đấy. Nghĩ lại trận đấu ban nãy, đối Vĩnh Khang thấy cảm phục võ nghệ và tài thủy chiến của con người trước đây đã một thời chọc nước khuấy trời. Giờ đây nên hành động thế nào? Xin Lão Anh Hùng dạy cho đôi lời nhắm ngụm rượu đồng kính thiên mời họ tới nói chuyện quên cả uống à hảo hán đã hỏi thì đồng mỗ cũng chẳng tiếc lời hiện nay vị thiếu vương mới bị triều đình đẩy xuống kim lăng đang cần trêu nạp nhiều tay võ dũng để làm bộ hạ vây cánh tại sao hảo hán không tới đó để tìm kiếm công danh có phải là sẽ được trọng dụng an thân biết chừng nào không với tài nghệ dũng lực ấy hảo hán lo chi cuộc đầu hôn ấy sẽ không mở rộng một con đường mới cho kẻ tài ba sau này Đối Vĩnh Khang suy nghĩ Lão Anh Hùng định nói về Thuận Vương ở Kim Lăng đó phải không? Chính vậy đấy Tôi dùng chữ đầy với vị vương gia ấy Vì tuy cùng dòng máu với Vĩnh Lạc Hoàng đế hiện thời Nhưng thiếu vương rất nghịch với nhà vua Bởi vậy triều đình mới phá người xuống chấn thủ Kim Lăng Cốt ý là đầy cho ra khỏi nơi triều chính Có lẽ vì vậy nên thiếu vương lo xa Thu nạp hảo hán tứ phương Cốt ý gây nên một sức mạnh phòng thân sau này Theo tôi ấy hiện thời không còn đâu hơn nơi đó để mà cho những người sống ngoài vòng pháp luật của triều đình tìm lối dung thân. Thiết tưởng hào hán chẳng nên ngần ngại. Đồng mỗ không có con trai, sinh được một cái mà sắc diện thì lại xấu xí quá chừng, chẳng ai buồn hỏi. Được cái là nó có sức khỏe và thu nhận được võ nghệ cũng khá. Đôi khi cũng muốn bỏ nơi cô tịch này để dẫn nó về kim lăng đầu quân, mong sau này kiếm được chút ít danh phận, chứ không lẽ để nó chết già trên tiểu đảo này sao? hai người đang đàm luận thì đồng kim hoàn bưng khay thức ăn lên khói bốc nghi ngút mùi thơm rực nức bày ra bàn lắc thấy bầu rượu đã cạn kim hoàn bèn cầm bầu vào nhà trong đổ thêm cho đầy thừa dịp đối vĩnh khang liếc nhìn kỹ nhận thấy đồng nữ nét mặt thô kệch xấu thật sự nhưng thân hình thì khỏe mạnh gọn gàng rắn giỏi bước đi thanh thoát nhất cử nhất động đều tỏ ra là con người dũng mãnh có tài họ đới thầm nghĩ trên 10 năm nay, hai cánh tay này cũng đã từng ôm ấp không biết bao nhiêu là phụ nữ đẹp có, xấu có, Vậy về vấn đề kiều diễm mỹ miều cũng chẳng còn thèm muốn nữa. Nay tuổi đã lớn, Đồng Kính Thiên là người biết quý chuộng ta chứ không phải là như mọi người, thù ghét ta là tên tặc đạo dâm ô, hại dân hại nước. Gặp lúc đồng cảnh đồng thuyền thế này, chỉ bằng xin với Kính Thiên cưới Kim Hoàn rồi cùng nhau đi Kim Lăng đầu quân cho thiếu vương cho rồi. Như vậy có lẽ ổn hơn cả. Đồng Kim Hoàn trở ra để bầu rượu lên bàn, đối với Khai nhìn lại một lần nữa. Ừ, nàng khỏe mạnh thật. Nàng tuy xấu nhưng ta thì có hơn gì Nếu trên 10 năm nay không xài lối cưỡng bức phụ nữ Thì có lẽ bây giờ ta hãy còn trai tân Đồng kính thiên thấy đối vĩnh khang thần người ra Nghĩ ngợi Thì chỉ mỉm cười vuốt dâu Tôn trọng sự im lặng cá nhân của khách lạ Đồng kim hoàn nói Mời phụ thân và khách quan dùng rượu đi kẻo nguội cả món ăn Đối vĩnh khang nói Người nhà cả Xin mời cô nương dùng bữa Kim Hoàn quẩy quả vào trong nhà lấy thêm đũa bát lên ngồi ăn cùng. Bữa cơm nhà trải lưới toàn tôm với cá, rau dưa, nhưng nhờ bàn tay khéo léo của Kim Hoàn nên món nào cũng ngon chẳng khác chi bữa thịnh soạn. Cơm nước xong xuôi, đồng Kim Hoàn dẹp bát chén xuống nhà dưới. Đối Vĩnh Khang nhân dịp ấy ngỏ ý xin lấy Kim Hoàn. Đồng Kính Thiên cười ha hả. Hảo Hán có lòng yêu thương nó tôi rất mừng. Chỉ cần chọn ngày lành, làm mâm cơm lễ gia tiên là xong ngay. Cầu kỳ vô lối không phải là lý lẽ của bọn chúng ta. Đới Vĩnh Khang bèn đứng lên lại họ đồng ba lại kêu là nhạc phụ. Đồng Kính Thiên đỡ Đới Vĩnh Khang dậy, đoạn gọi Kim Hoàng lên nói cho nghe việc chấp thuận Đới Vĩnh Khang làm rể. Tuy thô kịch, Kim Hoàng cũng biết bẽ lẽn, mắc cỡ đỏ mặt. Nàng nghĩ thầm. Thế mà hồi nãy ta dục phụ thân ta hạ sát oan ra đi cho rảnh chuyện, ngờ đâu duyên tiền định lại xe ta với y nên vợ chồng. Đưa cho ta coi cuốn niên lịch con ơi. Kim Hoàn với lấy cuốn lịch màu đỏ trên bàn thờ ra tiên xuống đưa cho cha, Kính Thiên hỏi tuổi đối Vĩnh Khang, mở lịch ra so tuổi, rồi chọn ngày lành liệu mà bề thành hôn. Họ đối 34 tuổi, Kim Hoàn 19 tuổi, sang đầu hạ tuần tháng ấy là ngày tốt. Sang hạ tuần sẽ thành hôn cho hai con. Vậy trong khi chờ đợi, đối Vĩnh Khang nên ở lại đây, để ta lên huyện mua sắm vài thứ đặt vạt. Từ đó, họ đối ở lại nhà đồng Kính Thiên theo giúp nhà phụ trong việc trải lưới. Lúc nhàn rỗi thì ba cha con cùng nhau tập luyện võ nghệ. Nhân dịp, đối Vĩnh Khang yêu cầu đồng Kính Thiên dạy môn bơi lặn. Sẵn có căn bản về võ thuật 6 tháng sau Đối Vĩnh Khang đã trở thành tay bơi lội đại tài Dù hình vóc nặng nề Đối Vĩnh Khang ngỏ ý về việc đi kim lăng Đầu quân cho thiếu vương Ta cũng nghĩ vậy Không lẽ cứ ở lì khu cô tịch này à Như hiện giờ còn đang rét mướt mưa phù Chờ sang xuân đẹp trời thì hãy lên đường cũng chưa muộn Cuối tháng 2 năm sau Đồng Kính Thiên và vợ chồng Đối Vĩnh Khang Thu xếp hành lý khóa cửa nhà lại Cẩn thận xuống thuyền sang sông bên kia giấu thuyền và đám lau lách, ba người ngày đi đêm nghỉ, theo đường lối đi kim lăng cuối hạ mới tới nơi. Trong khi đang cần kẻ võ dũng, Thuận Thiếu Vương thấy ba người võ nghệ cao cường nên thâu nhận trọng dụng ngay. Cha con họ đồng ở trong vương phủ được ngóc một năm, Thiếu Vương thấy có thể tin cẩn được nên theo lời thần cơ quân sư, phái đồng kính thiên và vợ chồng đối vĩnh khang ra lập tử quán ở góc đường làng Sơn Phu cho dễ bể chiêu nạp thêm bọn giang hồ hào hán. Ngoài ra, đối vĩnh khang còn nhận được mật lệnh thủ tiêu tất cả những người nào có ý ngào với phe triều đình. Chính trong thời kỳ ở Kim Lăng, bọn tùy tướng của Thuận Vương đã gọi Đồng Kim Hoàn với tước hiệu là Mẫu Dạ Xoa. Lúc ba người tới Sơn Phu lập tử điếm thì Đồng Thị đang có bầu. Mấy tháng sau hạ sinh đứa Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn xinh đẹp chứ không xấu như mẹ. Được một tuổi, Đồng Kính Thiên bị bạo bệnh chỉ có vài ngày mất. Thuận Vương rất thương tiếc, truyền tặng thiệt hậu khiến cho vợ chồng đối Vĩnh Khang cảm kích đặc biệt. Xích hoa xà đối Vĩnh Khang, vốn dĩ tính tình ác nghiệt, Cha vợ chết đi không còn ai kiềm giữ y nữa Nên mặc tính theo túng Đổi dân phu tử điếm ra thành hắc điếm Một phần chiêu nạp người về đầu quân cho bên vương phủ cũng có Một phần sát hại cướp của cũng nhiều Tuy thuộc kịch dữ dội Đồng thị mọi sự đều nhất nhất nghe theo và chiều chồng Đối Vĩnh Khang bèn xây dựng trang viện lập thành cơ sở riêng Hòng sau này nếu cần thì sẽ về đó ẩn náu Trang viện rộng rãi có đủ các cơ quan bẫy người phòng kẻ lạ vô thám thính Dân phu tử điếm trao cho đồng thị điều khiển bởi vậy đối với Khang mới rộng rãi thì giờ Thỉnh thoảng lại hẹn hò cùng với bạn bè tặc đạo đi xa Đón đường cướp khách thương Hay đánh phá các nhà hào phú Vơ vét vàng bạc châu báu về chia nhau Cha dù xích hoa viện ở nơi vắng vẻ, đối với Khang cũng thường có bạn hữu ngoài mặt qua chơi. Nhưng thiệt ra, đồng bọn đã có hẹn trước rủ nhau đi ăn cướp. Mỗi chuyến hành động, đối với Khang thường dùng khăn bịt mặt nên không bị lộ hình tích. Nạn nhân chỉ biết là một người trong bọn đạo tặng, hình dáng lùn mập và cũng không thể đoán được bọn cướp căn cứ ở đâu bởi lẽ đới vĩnh khang không bao giờ hoạt động ở gần khu sân phù công việc làm ăn của họ đới cứ đều đều như vậy rất an ổn cho tới khi đới ngọc hoàn khôn lớn đới vĩnh khang và đồng thị truyền võ nghệ cho nàng nhờ trí thông minh đới ngọc hoàn thâu nhận được hết tài nghệ của cha mẹ càng lớn nàng càng đẹp ra đẹp lẳng lơ biết dâm dật ngay từ năm 16 tuổi nàng là con một được vợ chồng họ đới nuông chiều nên lộng hành những khi theo cha mẹ đi kim lăng đem lễ vật về biếu thuận vương Đế Ngọc Hoàn thừa dịp thông gian với các hàng tướng tá tùy thuộc trong vương phủ, nổi danh là Hoa Cô Nương. Mỗi chuyến cha con họ đối về Kim Lăng, mọi người luân phiên đuôi nhau mời dự tiệc, nô đùa phóng đáng dâm dật. Đã có lần, đầu đá phi không về thăm thuận vương, gặp Hoa Cô Nương tại sinh nguyên soái phi thiên hổ hoàng bách thắng. Hai bên đi lại với nhau hàng mươi mười lăm ngày. Một đằng, phi không ưa chuộng lối lẳng lơ của Hoa Cô Nương. Đằng khác, đứng Ngọc Hoàn rất thỏa mãn vì phi không đầu đà nhiều kinh nghiệm và hữu dũng hết ở vương phủ đối ngọc hoàn lại mời phi không về xích hoa viện chơi công khai gian díu hàng tháng trời phi không đầu đà mới rất ra về kim cương tự được bởi vậy việc lam y nữ hiệp và chu đức Kiệt đại phá kim cương tự tàn sát bọn phi không và bảy tên đầu đà pháp cổ dục đức lỗ năng lục độ bảo tích tuệ giác thiết đầu đà làm chấn động cả phủ thuận vương riêng đối với nhà họ đối ngọc hoàn rất đối cảm xúc khi nhận được tin phi không táng mạng theo lời hắc đầu đà là tên độc nhất thoát khỏi trận kim cương tự tả hình dáng năm người đêm hôm ấy, Ngọc Hoàn cố ghi nhớ và thường nói. Nếu gặp và nhận ra được bọn chúng sau này, ta sẽ báo thù cho Phi không? Không ngờ gặp thật. Anh em chu ra lúc vào hắc điếm sơn phu, đối Ngọc Hoàn chăm chú nhìn, nhưng vì hình dáng dũng mãnh về mặt tuấn tú giang hồ mã thượng, đối Ngọc Hoàn mê tít quên cả thù hiểm. Trí óc vẩn vơ tính chuyện quyến rũ, mong sao được cùng anh chàng mỹ mạo nam tử ấy hành lạc ngày đêm mới thỏa mãn. Vì thế Đới Ngọc Hoàn chỉ chú trọng đến đơn đao Chu Đức Kiệt mà quên khuấy đi mất làm y nữ hiệp. Hai hôm trước khi xảy ra vụ anh em Chu Gia đánh hát điếm Sơn Phu, cả sát mẫu dạo xoa và đồng bọn, đối Vĩnh Khang có hai người khách quý từ Quý Châu đến thăm. Hai người này cũng thuộc về bọn hắc đạo, chuyên nghề cướp lột khách qua sông trên khúc Võ Giang thuộc Xuyên Vĩ huyện bên Quý Châu. Một người họ lã, tên ứng đăng, trạc 50 tuổi, nổi danh trong giới giang hồ với tước hiệu Hắc Sát Thần Ngư, bơi lội như cá, vẫy vùng ngoài biển cả, chuyên dùng cây dùi nhọn mũi bằng sắt. Người nữa là một lão phụ, mẹ ruột của lá ứng đăng, tên là Tần Tô Hằng, đã 70 tuổi, gầy như hạc, tóc bạc như cước mà sức vẫn còn rất mạnh. Tần Thị thường dùng cây gậy sắt có đốt trúc, khiến nhiều hảo hán giang hồ phải thán phục, gọi là bạch mẫu ngô công. Tần Thị tuy đã cao niên, nhưng tính tình ác nghiệt, kiết chóng, đa sát, răng còn tốt nguyên như lúc thiếu thời, ăn khỏe, uống nhiều. Là ứng đăng rất sợ mẹ, bảo sao nghe vậy hồi ấy khu vực võ giang kiếm ăn không được dồi dào lại nhân biết tin bạn là đối vĩnh khang làm ăn rất khá giả nên hai mẹ con tính chuyện sang xích hoa viện theo họ đối hoạt động một phen gặp bạn cũ đối vĩnh khang rất mừng rỡ giữ lại chơi và bảo với lạ ứng đăng hiền đệ muốn ở lại xích hoa viện cũng được trang viện rộng rãi thừa chỗ ở thỉnh thoảng ra kéo nhau đi ăn hàng một chuyến thừa tiêu pha cả năm bằng không ngô huynh biên thư giới thiệu với thuận vương bên kim lăng với tài nghệ của lão bá mẫu và hiền đệ thì chắc chắn sẽ được trọng dụng nhưng dù sao cũng phải ở chơi ít lâu đã việc không cần gấp mà mẹ con lạ ứng đang lưu lại đó đối với vĩnh khang đang tính chuyện đi cướp khách thương ở vùng xa thì bắt được hai vợ chồng thanh niên và cha con người mã phu và lầm hắc điếm đem về giam tại xích hoa viện vì thiện người hãy còn thừa dùng kế tới hôm thứ ba mẫu sợ xoa báo về trang viện rằng có một cặp trai gái tới trọ hành lý nặng nề có nhiều vàng bạc không cần phải tiếp tay mặc mẹ con y hành động đủ rồi. Vốn tin ở bản lĩnh của mẫu dạ xoa và hoa cô nương, đối vĩnh khang ở lại trang viện Hàn Huyên cùng với Lạ ứng đăng và Trần Thị. Tuy vậy, y cũng sai thêm bộ hạ tới hắc điếm để tiếp tay. Theo thường lệ, mỗi khi bắt được người, mẫu dạ xoa cho đem ngay về trang viện giam dưới hầm. Rồi lần lượt, kẻ bị bắt trước sẽ được đưa đi làm thịt. Đêm hôm ấy, mãi gần sáng cũng không thấy tin báo tiếp. Đối vĩnh khang cùng với mẹ con là Lạ ứng đăng ngồi bàn luận uống rượu chờ tin thấy nóng ruột bèn sai hai tên kỵ mã đến hắc điếm để xem công việc được tiến hành đến đâu không ngờ tới canh năm thì tên tráng đinh canh cửa thấy tiếng chân ngựa lột cộp ở ngoài phía cổng bèn trèo lên vọng lầu nhìn xuống nhận ra người nhà nhưng không hiểu vì lẽ chi y lại nằm úp trên lưng ngựa hai tay và hai chân rũ sang bên hồng gọi hỏi cũng không thấy trả lời nên tên gia đình vội chạy và báo cho chủ nhân biết đối vĩnh khang là ứng đăng vật tần thị vội vàng sách khí giới chạy ra leo lên vọng lầu nhìn quả nhiên thấy như vậy liền truyền lệnh mở cổng cổng vừa mở Con ngựa quen đường tiến vào trong Gia đình cầm cương giữ lại Đặt tên nằm úp mặt xuống Thì ra đó chỉ là một cái xác không hồn Ba người vội nhảy từ vọng lầu xuống xem Đối Vĩnh Khang nói Xài hai tên đi Nay chỉ có một tên chết cứng đơ Nằm úp trên lưng ngựa trở về là thế nào Chắc có biến cố ở tử quán rồi Bảy, sửa soạn đao mã cho ta Mau, giống cả hai xe nữa phòng hờ Đối Vĩnh Khang tự tay khám xét khắp tử thi của tên bộ hạ Không thấy qua được một vết thương lấy làm lạ quái Không có thương tích là thế nào Lã ứng đăng cũng lắc đầu chịu Tần thị đích thân úp sấp tử thi xuống Dọn đèn xe mở vai và sau gáy Giây lát tần thị đứng dậy nói Có thương tích Tên này bị điểm trúng huyệt cần não Ngay phía trên gáy chỉ có hai vết bầm nhẹ Không xem kỹ là không thấy rõ đâu Thủ phạm tất phải là một tay võ thuật cao siêu Thì mới dùng nổi thuật điểm huyệt Hạ sát lẹ làng như thế Thi thể nạn nhân còn mềm và ấm Tức là cơ sự mới xảy ra cách đây chưa lâu biến cố chắc chắn ở ngoài tử quán rồi, ta nên cấp tốc kéo phí thì giờ. Ngựa và xe đã sẵn sàng ở sân. Đối Vĩnh Khang bỏ ngựa cho gia đình cưỡi theo sau, tự mình nhảy lên xe ngựa lái đi trước, là ứng đang và tần thị lên chiếc xe thứ hai phóng chạy theo sau. Chẳng mấy chốc tới tử quán, tên bộ hạng kỵ mã thứ hai đã đón sẵn, chạy vội ra miếu máu nói với đối Vĩnh Khang. Thưa, mẫu chủ nhân bị sát hại rồi, còn cô nương thì... Cô nương thì sao? Đối Vĩnh Khang trợn mắt hỏi vội. Ngươi không nói lại em một chút nữa à? Cô nương bị gãy giò đau đớn lắm, chúng con đã khiêng cô nương từ địa huyệt lên trên phòng rồi, trừ ra hai người thì còn tất cả đã táng mạng. Không nghe hơn nữa, đối vĩnh khang gạt tên bộ hạ sang một bên đi thẳng vào trong quán. Thấy xác mẫu dạ xoa hãy còn nằm ngửa trên mặt đất, chân tay co quắp, mặt nhăn, mắt mắt trợn trừng trừng, tỏ vẻ đau đớn lắm khi sắp tắt thở. Phẫn nộ, đối vĩnh khang ngồi quỳ xuống bên tử thi vợ để xem xét xe vết thương, thấy sườn bên tả bị nát nhừ y hệt kẻ bị phiến đá lớn đè trúng họ đới bèn bế xốc xác của mẫu dạ xoa lên tay đem đặt vào căn phòng trong có hai giường giường bên kia thì hoa cô nương đang nằm rên rỉ thấy cha bước vào đứa ngọc hoàn quay đầu ra nhăn nhó nước mắt giàn ruộng miệng thiểu thào đau đớn nhục nhã lắm phụ thân ơi bao giờ thì mới trả được cái hận này Đối vĩnh kha ngồi xuống bên giường vuốt mấy đợt tóc loa xòa xuống chán đối ngọc hoan khẽ gật đầu cha sẽ trả thù con an tâm nói đoạn họ đới cúi xuống xem vết thương ở chân con gái ống chân bị gãy lìa chỗ gãy xương nát nhừ rút con dao găm gài ở lưng ra đối vĩnh khang từ từ cắt miếng vải quấn cổ chân bị gãy bỏ chiếc võ hài ra và để nguyên chiếc vớ trắng cho sạch sẽ tuy họ đối làm việc rất nhẹ tay nhưng cũng không tránh khỏi sự đau đớn cho đứa ngọc hoàn mỗi khi động phải chỗ có chân gãy đứa ngọc hoàn nghiến răng cố chịu đau còn nữ tặc ta thể cùng mi chẳng đội chơi chung nữ tặc nào vậy đứa ngọc hoàn chỉ tay ra ngoài nhà đối Vĩnh khang đứng phát lên đi ra cửa phòng thì vừa gặp lã ứng đăng và tần thị vào lã ứng đăng nói đối đại ca tôi đã thâu gọn các tử thi vào trong bao để tùy ý đại ca định đoạt còn làm y ghê gớm thật làm y nào chưa đọc mấy hàng chữ do con sát nhân ấy để ở trên tường à đại ca ra ngoài nhà mà coi đối vĩnh khang vùng vằng đau đớn bước thẳng ra khỏi phòng tần thị tiến tới bên giường đứng ngọc hoàn vén ống quần lên nhìn qua vết thương khẽ nói cháu đừng lo Bà có thuốc bó rất hay và kinh nghiệm, chỉ 20 ngày là lành xương, 40 ngày thì đi lại được. 6 tháng sau cháu sẽ tập luyện được như cũ, mà nơi bị thương còn có phần rắn chắc hơn trước, đừng lo. Hình dáng của con Lam Y làm sao? Đối Ngọc Hoàn kể rõ. Nó xinh đẹp lắm bà ạ, quắc thước anh thư, nước da hồng hào như da đào, tóc đen lánh búi trần, vóc người tầm thước nhưng chắc chắn. Tay kiếm siêu việt, cước bộ bắc phái linh động và tối ưu nguy hiểm, cháu mới nhận được có thế thì đã bị gãy chân rồi dứt lời nàng khóc hu hu tần thị vuốt ve tìm lời dỗ rành là ứng đăng lấy tấm khăn lớn phủ lên thi thể mẫu dạ xoa rồi ra nhà ngoài với đối vĩnh khang sau khi đã đọc mấy hàng chữ trên vách và hỏi tên bộ hạ còn sống sót đối vĩnh khang suy nghĩ giây lát truyền lệnh cho bộ hạ giữ kín việc này lấy nước lau rửa sạch các vết máu quét vôi tường thu dọn tử quán lại cho sạch sẽ như trước khi lã ứng đăng bước tới đối vĩnh khang nói tên gia đình cho ngựa trở về hồi nãy bị đối phương gặp và sát hại ở giữa đường chứ không phải ở tại đây cho ngựa trở xác về tỏ ý chúng khinh thường ta và có ý cảnh cáo. Như vậy chắc tên gia đình đó đã bị đối phương điều tra, biết rõ nơi trang viện. Ta phải giáo giết phòng bị và liệu kế bắt chúng báo thù mới được. Đúng là mối tử thù, đệ xin ra sức giúp đại ca một phen. Đối viên Khang bảo gia nhân đem các tử thi bỏ vào một xe ngựa. Đoạn y vào phòng bế xác mẫu dặn xoa ra xe do y cầm cương. Tần thị cũng nhẹ nhàng bế hoa cô nương ra xe riêng. Là ứng đăng tự ý lái chiếc xe chở tử thi đi trước về trang viện. Hai xe kia theo sau, còn các bộ hạ khác ở lại dọn dẹp tử quán. Đoàn xe ghê rợn về tới trang viện, Đới Vĩnh Khang truyền lệnh gia nhân đem các tử thi vào chôn trong rừng sâu, riêng có xác mẫu Dạ Xoa thì để lại sẽ mai táng sau. Đới Vĩnh Khang hỏi lại Hoa Cô Nương, "Con có nhận ra cặp trai gái đêm qua là bọn đánh kim cương tự ở bên Dương Châu không?" "Đúng rồi, bây giờ con mới nghĩ ra, chắc nó còn muốn do thám trang viện." Việc đó cứ mặc trà lo liệu, còn an tâm nghỉ ngơi để tần lão bà phụ thuốc cho. Ngày hôm ấy, đối Vĩnh Khang cắt đặt bộ hạ đêm đến, người nào cũng phải có phận sự, canh phòng. Hệ thấy động thì phải đánh phèng la lên báo động. Thế là Xích Hoa Viện trở thành một pháo đài kiên cố.